Các bạn tiếp xúc cùng là thí dụ phụ nữ hoặc là đàn ông, lúc đó chính em là cái người nhận xét giữa người chồng và cái người bạn em đang làm ăn nó như thế nào. Em có một cái nhận thức, tôi có nói rõ, bà ấy hiểu điều đó. Bà xã bà rất chung thủy à, mà cái chủ đạo mà giữ gìn cái hạnh phúc gia đình có bền vững tới ngày hôm nay hay không do người đàn ông mình. Dạ, vậy thì cô chú cho con hỏi là từ cái lúc mà cô chú yêu nhau rồi lấy nhau cho đến ngày hôm nay, mình có trải qua một cái biến cố nào khó khăn nhất trong cái cuộc đời của mình không? Dạ có. Có nhiều. Có lúc đầu là có bầu một đứa con đầu lòng. Hồi xưa thì mẹ ruột cứ bắt là đẻ đứa con đầu là phải về ở với mẹ. Chứ còn ở Sài Gòn không có kiêng kỵ rồi sao mà con khổ. Ai ngờ đâu lúc sanh thì cháu nó lớn quá, không sanh được mà ở dưới không có phương tiện, sanh ra đứa bé chết. Đứa bé chết thế là về. À, giờ chồng tôi tới đây đó, thì cũng để là kể lại những cái chuyện tình ngày xưa nó đẹp. Vậy thì chú còn nhớ ngày xưa xưa lắm rồi, chú đã gặp cô trong trường hợp như thế nào? Cái ngày xưa thì tôi cũng đi dạy học đó, thì tôi có quen với một cái người bạn đó là con của cái bà dì ruột bà này. Khi mà hòa bình bạn nó về quê đó, thì cái đợt đó cái sau 75 đó thì tôi cũng buồn quá. Thằng bạn tôi nó nói thôi đi, nó rủ xuống dưới quê chơi đó, nó ở Bến Tre. Bạn dắt về nhà cái bà gì đó thì cô là thợ may đó. Thì lúc cái thở đầu nhìn cái là tôi kết rồi à, bà ấy đẹp lắm. Dạ, hoa khôi này đó. Đó là cái vùng đó là thuộc người đẹp xứ dừa. Dạ, Giang đứng Bến Tre là vậy đó. Tình cờ đi qua bên nhà nhìn thấy thôi. Tôi thoáng cũng không có nói. Không nói gì hết? Không. Rồi đi về Sài Gòn? Dạ đi về luôn. Lúc đó là chú mấy tuổi? Lúc cũng có đợt đó cũng có 20 mấy rồi. 22 rồi. 22, vậy là cô cũng 22. Cô, cái ngày đó khi mà chú qua gặp sơ sơ vậy, cô có để ý gì tới người đàn ông Sài Gòn này không? Dạ không. Chắc lúc đó cô cũng không biết là có người để ý mình. Không biết người để ý mình. Thì ảnh qua nhà ảnh chơi thì mình cứ nghĩ là bạn của con gì thì mình không quan tâm. Không quan tâm, thế là ông này ông về một lần đầu. Ông về lần hai thì ông nói bà dì tôi sao thấy cái cô đó con thích. Cái bà dì nói ừ mày tiến tới đi, cô đó là cháu của tao đó, mày về mày nói bố mẹ mày xuống đi chị tao gả liền. Cái này ông về ông nói ba mẹ ông thì ba mẹ ông bận quá không đi được, mới để cho ông bác. Mà lại chú tôi ông bác ông đi xe đạp, ông bỏ lên xe đò. Ông bỏ lên xe đò dừng ở ngoài chợ Ba Tri. Thì bác đạp từ chợ Ba Tri mà vô tới nhà là khoảng 5 cây số. Thì ba mẹ thấy cái cảnh mà ông bác đi vậy sao mà thương quá. Thương quá chắc nghĩ là nhà người ta đàng hoàng. Chỉ có vậy thôi, cái rồi ổng cũng tới lui hoài. Từ thành phố mà về tới Ba Tri á, 140 cây mà ngày xưa đường nó khó đi lắm. Rất là gian nan cực khổ mà cứ mà tuần nào cũng xuống hết trơn á. Mà không có nói chuyện. Mà ổng giờ mình thì mình cũng liếc lại nhưng mà mình nói trong bụng quỷ này làm gì cứ dồn hoài vậy. Bác ông xuống thêm một lần nữa, ông nói là thôi bây giờ ở bên gia đình tôi có đạo, nếu mà đồng ý mà gả cháu thì phải cho cháu về trên đó để học đạo. Rồi cha mẹ tôi nói là thì nếu mà thương con thương đâu rồi bố mẹ ưng đó. Cái tên đàn trai người ta biết thôi và đi dám dậm ngõ, tại vì xa xôi quá, cưới hỏi một lễ luôn. Nhưng mà cô không chịu sao gả được, lúc đó cô chưa chịu luôn mà. Dạ, nói chung là chịu không chịu, nhưng mà nhìn thấy thì cũng thích đấy, nhưng mà không nói chuyện. Nhìn thấy dân Sài Gòn là cũng thích. À, cũng thích hả? Ôi, đẹp trai lắm à. Đẹp trai lắm mà mình cũng đẹp gái lắm mà à. Không biết mình đẹp cỡ nào thì không biết, mà thấy ổng đẹp trai thì biết. Là cũng khoái đúng không? Dạ, thì cũng khoái. Nhưng mà sao lúc đó chú không có tỏ tình gì trơn vậy, cứ nhìn nhau vậy hoài vậy? Ông bà xưa dí rồi, mình theo nếp nam nữ thọ thọ bất thân à. Nắm tay không được,
Rồi tới dạm hỏi xong rồi sao nữa? Thì dạm hỏi xong rồi mẹ dắt về Sài Gòn. Dắt về Sài Gòn để học đạo. Nhưng mà hồi đó gia đình nhà của nông xã tôi khá giả, có nhà riêng ở trên xóm mới Gò Vấp mà hai vợ chồng tôi sau này ở. Tôi nói thôi bây giờ tôi ở đây tôi học ban ngày con, mà ông ở đây ban ngày với tôi và tối ông phải về nhà chứ ông không được ở đây với tôi. Cái ông tối tôi về. Thì tối về ở đó con mình cũng chấp nhận ở luôn. Học được 2 tháng mà chả thuộc kinh nào. Rồi sáng ở chung với nhau rồi có nói được cái gì với nhau không cô cũng chú? Có nói, ổng nói gì tôi trả lời nấy chứ tôi cũng chả nói lại. Có giờ nói tiếng yêu đương gì chưa? Nói trọng mà. Nói sao? Ấy giùm vô ấy kia hay là ấy lấy giùm nhờ nhờ ấy lấy giùm cái này không yêu tên luôn hả? Không. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó là trong lòng của chú như thế nào? Lúc đó thì chú không có tỏ một cái thái độ, không tỏ thái độ, nhưng mà mình biết là mình thương người đó rồi. Sau khi học đạo xong rồi cô ngược về Bến Tre. Dạ. Dạ. Rồi vậy tổ chức đám hỏi đám cưới. Dạ rồi tổ chức đám cưới là một đám luôn mà. Bao nhiêu lâu thì tới đám cưới hỏi? Dạ 3 tháng sau. 3 tháng sau. Dạ. Ngày mà rước dâu. Dạ. Thì bên đàn trai bắt đầu đi xuống dưới đó thì cũng làm lễ trên bàn thờ ông bà đó rồi dẫn họ bên đàn gái. Đó, mình ở xa chứ không phải là ở gần mà rước về nhà gần đó. Ở lại một đêm. Mà ở lại một đêm thì sáng sau mới về. Đêm coi như là cô dâu chú rể đồng phòng. Phụ rể nó xỉn quá rồi. Thế vô trong phòng đó nằm. Xong tới lúc tới tôi cũng xỉn quá thế là hai ông ngủ luôn. Hai ông đồng phòng chung nhau luôn trong đó. Dạ ngủ chung luôn. Hai ông nằm trong phòng đồng hai ông đồng phòng. Chứ không phải là cô dâu chú rể đồng phòng. Thành ra cái câu mà chỉ có đàn ông đem hạnh phúc cho nhau là đúng hả? Là xuất phát từ đó đó. Dạ. Ủa lúc đó cô dâu ngủ ở đâu? Dạ cô ngủ dâu ngoài chơi với bạn. Trời đất ơi. Xong cái ông chú rể phụ ông vô duyên như vậy. Ông xỉn quá, ông cũng không biết uống rượu đế xuống dưới gặp người ta ép. Thì ông vô nằm trước, ông này nằm sau. Trời dễ thương quá. Sau cái đám cưới bao lâu thì mình mới đặt nụ hôn đầu tiên đối với cô? Cũng về một thời gian. Thời gian luôn hả? Không có thời gian đâu, không có thời gian đâu. Cái bữa đó đi đón dâu xong rồi về nhà ăn uống rồi bà già về nhà cửa còn quá trời luôn. Cái ông kêu thôi giờ mệt lắm em ơi nghỉ đi rồi ngày mai dọn. Vậy là hung luôn, vậy là hung luôn. Hung bất ngờ, hung tôi không biết. Chụp ôm hung đại. Dạ là hung lén á. Dạ hung lúc đó vậy, thì mình cảm thôi. Thấy thì thôi hung hung cưới rồi mà. Là chịu luôn đúng không? À, chịu luôn. Hung trước thì tính thì tính. Hung trước tính thì tính. Mà thật sự mà nói chú Quỳnh Linh hồi đó lấy nhau là như vậy là tôi cũng chưa có thương nữa. Chả thương tí nào. Không thương gì hết. Vâng, mình nghĩ là nhà xa rồi, nhà nghèo rồi em đông rồi tự nhiên lấy chồng về đây như thế này chẳng có vui, biết vui là cái gì. Thế một thời gian sau rồi mới có bầu, sanh được một đứa con đầu lòng, rồi kiểu như thì mình nằm cử đó, rồi tất cả những cái dọn dẹp hay là ăn uống hay là những cái gì là đều ông này ông làm hết. Bắt từ đó có một đứa con đầu lòng rồi mới thương nó. Lúc ngày xưa người ta lấy nhau cũng vì bổn phận và nghĩa vụ với gia đình. Dạ. Hay nha, ngày xưa hay chứ giờ dạ, không biết yêu sao lấy được nha. Hay cái chỗ là... này nó Quyền Linh với Ngọc Lan nè. Cái đợt đó tôi chở bài đi xuống cái dốc An Dương thì nó đổ tù xuống này bắt đầu leo lên nha, đạp xe đạp. Lúc mồ hôi mình cũng cố gắng mình thương mà trời ơi muốn cưới vô lẹ. Cứ thế đạp. Thế bà nói mệt không anh? Nó không. Không mệt. Xong mà lấy khăn rút chậm 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 này. Đó, bắt đầu tôi đạp là cỡ nào cũng được nha. Sau một cái thời gian đó, một năm sau có đứa con cũng trên cái con đường đó, cũng xe đạp đó, cũng cái xe đạp đó tôi chở bà ấy với đằng sau một đứa bé cũng đạp đến cái con dốc đó. Thế đạp mệt quá tôi hỏi mệt không anh? Lúc đó tôi sùng rồi đó nha. Mệt cái gì mà mệt quên rồi. Hai thời kỳ khác nhau một thời kỳ mệt gì mệt. Rồi thì mệt sống mệt. Chú, nhưng mà sau khi mình nạt người ta xong cái mình có cảm thấy là ủa sao mình thay đổi nhiều vậy không? Không, cũng có lúc tôi suy nghĩ chứ. Nói mình nói hơi quá nặng rồi. Sau tôi cũng nói dịu dịu lại. Lúc đó cô bực mình không cô? Dạ tôi ghét rồi, tôi không có thèm nói chuyện.
Mình thinh vậy đó hả? Đúng rồi, ghét rồi. Mặt bư 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 bư, không trả lời đi mà không trả lời lại mới tức. Thà là chửi đi. Còn hay là nói rồi mà không nói câu nào, tức lắm. Cũng mất một tháng á. Một tháng luôn, giận nhau một tháng luôn. Một tháng không nói. Nói với anh luôn. Nhưng mà lúc đó thì tôi hàn gắn lại cái tình cảm là bằng mình cứ thân thiện. Thí dụ chăm cái này lo cái kia. Xong bắt đầu gài với từ nói. Xong bắt đầu nói là tôi mừng. Sao cái vụ giận nhau xe đạp đó thì chú có chở cô đi xe đạp lần nào nữa không? Dạ không, chuyện đó mua được xe Honda rồi. Mua Honda rồi. Thì luôn hết rồi. Rút kinh nghiệm. Cô chú được mấy người con rồi? Dạ hồi đó thì như vậy là năm 78 sanh một trai. Dạ. Năm 80 sanh một gái. Dạ. Năm 82 sanh một trai. Nhưng mà cái thằng nhỏ nhất nó bị bệnh nó mất. Hồi đó cái công việc làm ăn của mình cũng chưa có ổn định. Rất khó khăn. Cũng cố gắng mình vượt lên. Nhưng những khó khăn đó thì có bao giờ cô nghĩ rằng tại sao mình lại phải lấy người đàn ông mình không yêu để bây giờ mình khó khăn không? Dạ không. Cha mẹ ổng thương ổng lắm. Mới có một hai cháu đầu bà quý lắm. Cứ 1 tháng 2 tháng bà về 1 lần cho bà lén ngó cái lu gạo coi còn hay là hết. Nếu mà hết là bà lại mua cho 50kg hay là 100kg. Rồi thỉnh thoảng là cũng cho tiền. Bà già bà rất là thương với Hơn nữa. Tôi chịu khó lắm chú. Hồi xưa chưa có việc làm thì tôi làm mây ca lá. Coi như làm suốt ngày. Nhưng mà cô lúc đó đẹp lắm. Chú có thấy có bóng đàn ông nào Vê vãn xung quanh hay có ghen gì không? Dạ có chứ. Có. Lúc đó tôi mới nói bà xã. Cái đó ăn thua em thôi. Có nói nhau trước rồi. Bây giờ cái tính anh như vậy đó, em có chấp nhận không? Đôi lúc này trong làm ăn giao tiếp, chuyện này dần kia bạn bè, trong đó có cả bạn gái nữa, thì nó nhiều cái tình tiết, rồi đôi lúc nó va chạm rất nhiều tình huống, thì cái đó em không nên ghen. Tôi cũng để cho bà xã tự do. Thí dụ trong cái vấn đề làm ăn, cũng phải để cho bà tiếp xúc cùng là thí dụ phụ nữ hoặc là đàn ông. Lúc đó chính em là cái người nhận xét giữa người chồng và cái người bạn em đang làm ăn nó như thế nào. Yeah. Em có một cái nhận thức, tôi có nói rõ, bà ấy hiểu điều đó. Bà xã bà ấy rất chung thủy. Mà cái chủ đạo mà giữ gìn cái hạnh phúc gia đình có bền vững tới ngày hôm nay hay không, do người đàn ông mình. Dạ. Yeah. Vậy thì cô chú cho con hỏi là từ cái lúc mà cô chú yêu nhau rồi lấy nhau cho đến ngày hôm nay, mình có trải qua một cái biến cố nào khó khăn nhất trong cái cuộc đời của mình không? Dạ có. Có. Có nhiều. Có lúc đầu là có bầu một đứa con đầu lòng. Hồi xưa thì mẹ ruột cứ bắt là đẻ đứa con đầu là phải về ở với mẹ. Chứ còn ở Sài Gòn không có kiên kỷ rồi sao mà con khổ. Ai ngờ đâu lúc sanh thì cháu nó lớn quá không sanh được mà dưới không có phương tiện. Sanh ra đứa bé chết. Đứa bé chết, thế là về trên này bà già, bà chồng bà không có đồng ý. Bà cũng buồn là tại sao mà lúc ban đầu mà để cho mất. Thì từ cái chỗ đó mà có một cái kinh nghiệm lo sợ. Vừa sợ mà vừa buồn. Chậm chút mà chết cả mẹ cả con. Ngày xưa thì cái điều kiện về y tế nó kém. Dạ, nó kém, không có, thì không có điều kiện. Ở đâu nó cũng khá lên rồi. Dạ. Rồi trong cái chặng đường đó khó khăn như thế, điều gì mà khiến cô vẫn yêu thương người đàn ông này, vẫn tin tưởng người đàn ông này? Dạ, nó đúng là vậy nè chú Quỳnh Linh. Cái thứ nhất á, là tôi nhìn thấy ông xã tôi, ông thương vợ, thương con. Dạ. Cái thứ hai á, là ông chịu thương, chịu khó dữ lắm, cái gì cũng làm được. Cái thứ ba là ông không có nhậu. Ông có nhậu nhẹt trong ba người, ông nó minh mẫn, bình tĩnh. Còn ông này được cái bản chất của ông hiền lành. Chưa bao giờ lớn tiếng với vợ, ngoại trừ cái bữa xe đạp đó thôi đúng không? Dạ, cũng có lớn tiếng. Cũng có một lần không biết cái chuyện gì nè, ông lấy cái chỗ luôn nhà, cái chỗ quét nhà ông quất tôi. Cái xong ấy tôi này nhái lên li văn, tôi chụp được cái chỗ lông gà tôi quất lại. Tôi quất lại thì đúng nhà rồi. Hồi xưa xây cái tường cái nhà, nhưng mà có xây cái sân, xây cái bức tường có cái bông gió nuôi chó đập cái lỗ để cho con chó nó chạy ra và vô đi ra ngoài. Tôi quất ông cái nhảy xuống, tôi bỏ tôi chạy, tôi chung vô chó tôi chạy ra. Tôi chạy ra cái cửa, tôi quay lại, tôi dòm, tôi liếc, tôi dòm thấy ông đứng ông cười. Tôi tức quá, tôi ngồi bên nhà bà con, ông tôi chơi tới tối tôi mới về.
Đi về tôi nói, tôi nói cho ông biết tôi làm vợ ông chứ không phải làm con nha. Tôi không hay không phải thì ông nói tôi với ông cũng được. Chỗ ông quất tôi, được chơi lại tôi không nhịn đâu. Rồi ông chửi thì chửi lại chứ đừng có nói là nói sao tôi hổn. Ông chơi tôi đâu, tôi không sợ đâu. Cứ từ đó ông thấy tôi dữ, ông ớn. Nhưng mà chú đánh cho cô trúng không? Trúng đâu. Mấy cái? Một cây một, trời là con cái bỏ chạy. Trời là có bỏ chạy chung luôn, chó mở cổng không kịp mà. Nó, cái ấn tượng nhất cũng có một cái lần đó. Nay bài khai, tôi giấu bài khai. Phụ nữ Bến Tre mà. Trời ơi. Cái lò đúc cách mạng. Bộ quân tóc dài mà sợ ai? Đúng không con? Đúng rồi. Chống viêm xoang, nghẹt mùi, hắt hơi, thông xoang tán nam dược bạn ơi nhớ dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bây giờ thì ai sống với cô chú? Dạ có đứa con gái nó sống chung. Dạ nó được 3 đứa con. Nuôi 3 cháu ngoại nữa. Dạ thêm 3 cháu. Rồi lộn thêm đứa. Người ta ăn bánh xèo người ta bỏ nữa. Ủa là sao cô chú? Tôi bán bánh xèo vậy nè, cách đây 2 năm có một người đàn bà lại ăn một cái bánh xèo, 5 cái bánh khọt, dắt theo một đứa con, hai mẹ con ngồi ăn. Ăn xong cái là đứng lên đi lúc nào tôi cũng không biết. Cũng không như bán đông á chú. Dạ bán đông á. Cái đến lúc hồi con bé này kêu bà ơi con buồn ngủ. Cái mình nói trời mẹ đâu, mẹ con đâu? Đứa mẹ con đi mất tiêu rồi. Lúc ông xã tôi cũng ra, tôi kêu trời tôi chết rồi ông ơi, con mẹ nào nó ăn mà nó bỏ con bé ở đây bây giờ làm sao? Cái ông biểu thôi giờ dắt nó vô nhà cho nó ngủ đi. Thì tôi mới dắt nó vô nhà, tôi bỏ cái gói, tôi bỏ cái quạt cho tôi biết con ngủ đi. Rồi bà ra bà bán hàng chút bà vô, hỏi con có đói bụng không? Nó nói dạ có. Thì lại cho nó ăn chán cơm, miếng chán canh ăn hết trơn, không còn miếng. Có đồ ăn nữa, con nữa tôi không dám cho nó ăn, tôi sợ nó bị trúng thực. Cái tôi để cho nó nằm, cái tôi với ông xã tôi ra bán hàng tới 7 giờ. Tôi đi vô tôi thấy trời ơi con ngủ không sao, không biết gạch bông mình đái, tôi nói linh láng hết ra nhà vậy. Mà mở quạt tôi nói người nó lạnh toát hết à. Rồi tôi sợ nó chết. Cái tôi rờ tôi hỏi con có bị sao không? Nó lắc đầu, tắm rửa đàng hoàng rồi không có bộ quần áo nào mặc. Tôi mới lấy đồ của cháu tôi cho nó mặc đỡ. Em sao mấy tôi qua hàng xóm tôi nói người ta ăn ta bỏ đứa bé về thôi. Quần áo mấy đứa nhỏ 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 có cho tôi xin đỡ vài bộ tôi cho nó mặc đi. Được 3 ngày cái tôi qua tôi nói ông tổ trưởng chứ chú ơi bây giờ cái tình trạng con bé vậy làm sao? Ông mới thôi giờ cô cứ nuôi đi, người ta bỏ mình nuôi luôn. Cái như vậy cái cứ chờ hoài cho tới bây giờ là cháu 5 tuổi rồi đó. Mấy năm rồi cô? Dạ năm nay là qua năm thứ 3 rồi đó. Vậy là lúc mà nhận bé là 2 tuổi? Khoảng 3 tuổi. Gần 3 tuổi mình đoán đại vậy chứ nó không biết rồi nhiêu tuổi. Tôi lên phường trình bày với phường thì phường người ta mới cấp cho nó được một cái giấy khai sinh tạm với một cái bảo hiểm 6 năm. Tình trạng sức khỏe của em bé là bình thường hả? Dạ hồi trước chú là yếu lắm. Hồi trước là gửi trường chánh quy người ta không có tắm á, nó dị ứng da. Cái vì sao phải gửi tư không chứ mình không có cái thời gian mà nó mới về để xin ngắt lời bà xã vậy. Hầu như cái bệnh viện Nhi Đồng 2 nó biết mà hết, nó cứ lên xuống nó số quá con, suốt bao nhiêu cái tiền mà dành dụm được đó Quyền Linh. Tôi bỏ ra lo cho nó hết. Mà tới một cái lúc mà nó kiệt quệ, tới một cái lúc mà đi mượn góp luôn, mượn tiền góp. Là mấy đứa cháu ngoại nó cũng rất là tốt, nó cũng thương con bé này. Có đứa con gái năm nay cháu học lớp 7 á, là nó đi về là tắm rửa rồi nó cho em ăn uống, nó chăm sóc. Cái phần mà cho nó đi nhà trẻ uống sữa thì thằng con trai lo, lo hết. Dạ, tôi với ổng là chỉ có giữ gìn coi sóc nó thôi. Cũng có mấy đứa nhỏ nó hỗ trợ. Dạ, mấy đứa nhỏ nó hỗ trợ chứ thì... Ba đứa cháu ngoại. Đúng ra tôi không ngờ tôi nuôi được con bé này á chú. Ai cũng lợi người ta nói thôi kệ nó, Chúa cho ông bà một cái bông hoa đẹp, thôi ráng giữ gìn để đừng có hất hủi nó. Rồi ông bà có đặt tên lại cho bé không? Dạ có, đặt cháu tên Nguyễn Ngọc Tường Vi. Mời con lên đây nào con. Vô đây con. Tường Vi vô đây con. Tường Vi lên đây con. Đi từ từ của chân té, từ từ. Rồi con phanh tay con chào cô chú đi con, phanh tay vô. Cô cháu. Con tên gì nào? Con tên Nguyễn Ngọc Tường Vi. Nguyễn Ngọc Tường Vi. Con ở nhà, con ở với ai? Ở bà nội, ông nội. Ông nội đây phải không? Ông nội đây, bà nội đây. Rồi ở với ai nữa? Ở với bà. Ở với ba nữa hả? Ba là dạ, là con trai lớn hả? Dạ. Rồi có các anh chị không? Vậy hả? Sao đã quá vậy ta? Sướng quá vậy ta? Ai mua đồ đẹp vậy? Mẹ Ca của con. Mẹ Ca là con gái của cô á.
bé còn quá nhỏ để cảm nhận tất cả những điều đó. Dạ. Nhưng đầu tiên thì phải nói là cảm ơn cái tình cảm của ông bà quá lớn. Dạ. Quá lớn dành cho bé. Chắc chắn rồi đây ông bà sẽ nhận lại rất là nhiều cái điều may mắn. Cô Linh nghĩ rằng là đó cũng là cái duyên của ông bà nha. Rất tiếc là một ai đó đã để con mình bơ vơ giữa dòng đời như thế. Mình là cha là mẹ, mình cứ nghĩ rằng là mình rứt ruột, cho dù có chết sống nhưng mình cũng đi với con của mình. Cũng không trách ta, biết đâu đó là con đường cùng. Dạ. Con đường cùng rồi. Quê Linh nghĩ rằng là cũng không nên cho cháu biết nhiều về vấn đề này. Dạ đúng rồi. Bây giờ bé cũng bắt đầu lớn lên thì chúng ta nên cất cái câu chuyện nó vào dĩ vãng, để bé lớn lên trong cái tình yêu thương của ông bà với lại ba nhà, để bé có một cái tuổi thơ rất là đẹp. Dạ. Ngọc Lan thấy thế nào? Với một tư cách làm mẹ thì con cảm nhận thế nào? Với một đứa trẻ là mình không có quyền làm tổn thương nó. Với cái sự khó khăn ở trong gia đình như vậy mà vẫn cố gắng nuôi và yêu thương đến như vậy này, phải con rất là cảm ơn cô chú về cái hành động đó. Cái này cho con hỏi riêng xíu là lúc mà đem em về là ông bà phải xử lý về cái vấn đề tâm lý của con như thế nào? Nó gần như là nó bị tự kỷ. À, nó ngồi với mình không nói không gì hết. Mà cái giấc đêm Quyền Linh với Ngọc Lan khủng hoảng là không biết là nó gặp về những cái gì. Đêm nó cứ đạp cái chân nó hét, có những khi nó hét lên. Thế lúc tôi dậy tôi mới ôm cháu. Tôi cực với nó là mấy cái tháng đầu tôi nói thiệt, người muốn chết luôn. Chỗ uống sữa thì nó lại đi nó đi tiêu chảy, tiêu hóa nó không tốt, nó không có rồi tiếp. Phải một 6-7 tháng sau từ từ nó mới quen, bây giờ con nói chung là ăn uống được hết luôn rồi, ngon lành rồi đấy. Là xuống đây con mỏi chân con xuống cho con xuống. Không, nhưng mà bây giờ cô chú và với ông bà phải làm việc chứ không thôi là cô ôm con rồi cô rất là thích ôm con. Con xuống kia con ngồi đi, đi chơi đi, cô chú dẫn đi chơi đi nha. Bây giờ xin mời cô chú chúng ta sẽ xem một cái hình ảnh mà chương trình đã thực hiện. Từ cái sự khởi đầu và tới những cái hiện tại giờ đang sống thì những cái ba cái yếu điểm mà chú muốn giữ gìn cái hạnh phúc giữ cô và chú cho tới bây giờ đó là không biết là cái thứ nhất, cuộc sống rất chân thực, bất đồng quan điểm ở một cái điểm nào đó thì đều chia sẻ. Cái thứ hai đó là biết thu vén trong gia đình, biết lo cho chồng con. Rồi cái điểm thứ ba nữa là chú biết cái cách làm ăn, trải qua rất nhiều những cái giai đoạn thăng trầm, rồi cũng sẽ có những cái một cái ngày nào đó rồi cũng nó sẽ có một sự ra đi đó, kẻ mất người còn, thì tha thứ đó, cái điều cốt lõi là vậy, nên tha thứ cho nhau đó. Và mình nhìn nhận lại những cái chuyện mà mình làm mà cảm thấy là sai, sửa nó đi. Không phải là ngày hôm nay chú mới nói, và chú đã từng nói với cô vậy rồi. Nên tha thứ cho nhau, không nói nhiều nhưng hành động thì nhiều. Chú tỏ ra cho biết rõ là tôi thương em. Vào đây Tường Vy. Thôi Tường Vy cưng nè. Bây giờ ông nội hỏi nè, thế con có thương ông nội bà nội không? Nói đi. Không. Thương nhiều không? Nhiều. Thương nhiều đẩy đâu? Đẩy trên đầu. Nó đẩy trên đầu. Ai sắp đồ cho con đi học? Ông nội. Ông nội. Thế giờ sau này lớn lên con muốn làm gì? Muốn lau nhà rửa chén. Hả? Lau nhà rửa chén. Lau nhà rửa chén là phụ cho ông nội phải không? Không. Rồi. Đâu sống ở nhà 40 mấy năm nay, 45 năm rồi, chú rất là chịu khó, đâm ra cô không có cằn nhằn được. Thí dụ con nói sao hôm nay ông đi lâu quá, tới giờ này ông mới về, cái ông biểu
thì tôi đi, tôi làm xong bổn phận tôi đi chứ bà, lúc bà mà bà cũng phải quản lý tôi, phải quản chứ, quản mấy chục năm giờ đâu có thả được, phải quản. Trời ơi, bữa hổm mà cô bán hàng cái xong cái bán chủ nhật đông quá thì mà ổng vô nhà ổng làm gì, ổng ra cái người ta hỏi ủa ổng đâu rồi, cái biểu ủa ông nào, cái ông phụ bán hàng á, trời tôi chưa có chồng, tôi chưa có chồng mà tôi còn độc thân à, bởi vì bán mình nếu có chồng là giờ này chồng con phụ chứ không có chồng. Cái xong cái ổng vừa ra cái trời ơi, tôi vô nhà tôi uống cà phê có một chút mà bà cũng la tôi nữa. Không được có cái là mỗi khi mà gây sự á, hay là cái chuyện gì xảy ra trong gia đình á, là do cô. Ổng ít khi nào ổng nóng tính lắm, ổng có nóng, ổng nóng tính nhưng mà ổng cũng biết chuyện, ổng biết dằn lắm. Ở đa số là ổng nhường nhịn, nói thẳng là như vậy. Cái gì ổng gánh vác được là ổng gánh vác hết, kể cả con cả cháu luôn. Mình vẫn nói đùa với ổng, nói tôi thương ổng lắm á, nhưng mà có nhiều khi tôi muốn ôm ông mà sao ông mới dơ quá tôi không ôm. Có nhiều khi nói thẳng luôn, cái nhỏ gái nó đòi hang tỏ tình ha, vô ông ngoại từng đó mà đừng có để có cụ út nữa rồi lên báo đứng hàng lầu rồi chết luôn à. Dễ thương quá à. Những người đàn ông ơi, đôi khi có lâu mình phải sạch để giờ mình ôm mình cái. Mà lúc để... mình đang làm nó tới một cái mức cao độ đó thì làm sao sạch được cô? Dạ đúng rồi. Đó. Mình bán xèo được bao nhiêu năm rồi cô? Dạ tính như vậy là 23 năm rồi. Trời ơi. Địa chỉ ở đâu cô? Ngay nhà thờ Lạng Sơn, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Có một chút quà xin phép quý vị nha. Dạ. Tặng đây. Chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan nha. Ăn lấy thảo. Dạ, ngon quá. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Chúc con sẽ thưởng thức món này. Dạ. Để người kia đi rồi chúc mình ra mình ăn nha. Dạ. Cảm ơn cô chú rất nhiều trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và thêm một cái tình cảm nữa dành cho một em bé đang bơ vơ giữa dòng đời. Ngày hôm nay thì chú có muốn nói gì với cô? Cái bản nhạc đã từng nói mà em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Nhưng mà hơn 60 năm rồi, tình cảm chân thành yêu thương đó, tới người vợ tôi cũng mong cái là cứ sống với nhau mình đi cho đến cuối cái con đường đó, tôi cũng mong là bà lúc nào cũng mạnh khỏe ha, vui tươi mà đừng gây lộn. Mình chắc là ăn hiếp chú dữ lắm. Ăn hiếp dữ lắm. Tôi nóng lên là tôi nạt à. Rồi đây quá vậy. Đây, cũng thay mặt đây chú Quỳnh Linh với Ngọc Lan đây tôi tặng bà. Tôi cảm ơn ông cứ chịu khó sạch sẽ ngoan ngoãn phụ làm hàng với tôi là được là rồi. Sống hạnh phúc rồi đấy nha. Ông bình thường trời ơi, tình trong năm dễ thương quá. Tôi rất là cảm ơn cô chú về câu chuyện.